Hi, welcome back to my channel Stars Can Go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tới kênh đầu tiên. Chủ quyền hoạt động. Let's go. Let's go. Rồi, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Okay, let's go.
ミッドホープレホワ OK。For the good detail, how of slender, yeah, okay?Và trong tập kỳ này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 mẩu mảnh giấy. Và khi đó, khi đủ 8 mảnh giấy thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa. Các bạn phải ghép 8 mảnh giấy đó vào. Thì các bạn phải lấy được chiếc chìa khóa ở trong chiếc hòm này. Đó, ok.
sẽ tìm đường xuống dưới đây rồi. Ok, let's go. Let's go.
Mega GLB, ok. Let's go. Oh my god. Các bạn sẽ không được chạm vào vạch đỏ. Oh my god. Ok. Và từ cái tiếp theo. Slenderia, The School. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 món đồ. Các bạn sẽ phải vào từng căn phòng một và sẽ tìm xem trong căn phòng đó có gì không. Đây là một con gấu bông, khá là cũ kỹ rồi. Hết tầng 1, các bạn sẽ lên trên tầng 2 và tìm kiếm tiếp. Ở đây xem có gì không. Thôi làm tí máu nào. Không có gì ở đây. Chìa khóa cũng không có luôn. Ok, let's go.
Dear Morales, Malos, okay? Let's go. Đây là một tựa game kinh dị các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ bật chiếc đèn này. Đây là một chiếc chìa khóa. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ vào từ trong phòng 1. Oh my gosh. Bây giờ các bạn mà đi mà chạm vào những cái đó thì các bạn sẽ bị bắt ngay, nên các bạn phải cẩn thận và cảnh giác. Sau đó thì có chìa khóa rồi, bây giờ thì mình sẽ đi nào đây. Nhanh quá, đâm ra bị chạm luôn vào con ma đó. Wow.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Granny chapter 2. One day. What's up? Không hiểu sao đi phát lại ngã xuống dưới nhờ. Ở đây đang bị lag rồi. Đó. Thử game này đang bị lag các bạn ạ. Có thể mình sẽ phải vào lại thôi. Đi đến cái đường đó là các bạn sẽ tự rơi luôn xuống đây. Mình sẽ đi lại xem có bị rơi xuống nữa không. Nếu mà rơi thì chắc chắn nó bị lag rồi. Ok, let's go. Bị lag thôi. Các bạn sẽ phải vào lại hoặc là các bạn có thể sửa lại từ game này. Nhưng theo mình nghĩ thì bị lag các bạn chỉ cần vào lại thôi. Thì lúc đó các bạn sẽ không bị rơi xuống nữa. Đôi lúc thì có những tựa game nó bị lỗi một lỗ hổng nào đó là các bạn không thể nào bẻ khóa được tựa game đó. Giàn thì đang ở đây. I ICU ấy. Xử lý ông ta luôn. Cho hết ICU luôn. Rồi, và các bạn đã có chiếc chìa khóa để lên trên tầng 2. Mình sẽ xem trên này có gì không. Ok. Xích cây.
Bà ta thì tỉnh rồi, ông ta thì không biết đã tỉnh chưa. Mình sẽ lên trên này xem thế nào. Ông ta phát hiện ra mình luôn rồi. Mr. Smith. Thank you.
can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Slender rising, okay? Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 bức hình được gắn trong map bản đồ này. Các bạn sẽ phải đi tìm kiếm và khi đến gần một bức hình nào đó thì nó sẽ tạo ra hình mũi tên và tiếng kêu. Các bạn sẽ đến thật gần, càng gần. Càng gần thì tiếng kêu sẽ càng rõ hơn. Đó. Và khi đó thì các bạn sẽ biết bức hình đó ở đâu. Và càng về sau khi các bạn tìm nhiều bức hình thì ông Slenderman chúng ta sẽ xuất hiện càng nhiều và càng mạnh hơn. Đó là khi mà các bạn tìm càng nhiều bức hình thì khi ông ta xuất hiện các bạn phải quay nhìn nhanh. Nếu không thì chỉ cần nhìn ông ta một tẹo thôi là các bạn sẽ bị ông ta bắt. Đó. Thì mới đầu thì ông ta nhìn các bạn lâu, thoải mái. Nhưng mà về sau khi các bạn tìm được khoảng từ 5 đến 7 bức hình, lúc đó thì ông ta xuất hiện khá là nhanh và bắt khá nhanh. Ở ngoài đời nếu mà như thế này thì chắc mình cũng không dám đi xung quanh. Mình chỉ đợi người và cầu cứu thôi. Chứ đi xung quanh như thế này rất là kinh dị. Nếu ngoài đời như thế này chắc mình không dám đi luôn. Nhưng riêng trong game thì đi thoải mái luôn. Rồi và tiếp tục đi thẳng sang đường bên này. Bức hình thứ hai là được hé lộ rồi. Ồ, có thể ở trong... đây rồi. Còn đường bên hông. Các bạn phải đi ngược lại đường này. What's up? Đây rồi. Ba, hé lộ tiếp. Wow, ông ta. Các bạn chỉ cần không nhìn thấy ông ta đâu. Các bạn sẽ phải chạy nhanh thật nhanh. Wow, thì ông ta bắt các bạn. Đó, khi các bạn càng tìm nhiều bức hình thì bước chân của ông ta cũng đi càng nhanh nữa chứ. Các bạn phải cẩn thận. Oh my god. Các bạn cố gắng đừng đi vào đường cụt. Nếu đi đường cụt mà ông ta xuất hiện đằng sau thì 100% ông ta sẽ bắt được các bạn. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Vào những chỗ đường cụt thì các bạn phải thật nhanh. Bức hình thứ tư trên một cái cây. Đó và cứ như thế các bạn sẽ đi xung quanh để tìm tất cả 8 bức hình nhá. Thì đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Butcher Room. Let's go. Khá là khó nha. Nếu mà chạy vào đây thì sao nào? Được không? Ah!
OK, vào tới cái tiếp theo. Bên đi đón. Let's go. Oh, Demolish Malachi, okay?
Rồi, và tiến tiếp vào bên trong. Ở đây thì đường đây đã như đã cụt rồi. Đi sang đường bên này xem. Nếu không thì các bạn sẽ xuống cầu thang và tiếp tục di chuyển. Xem có gì mở ra không, hoạt động không. Từ bên này là không có gì đâu. Mình sẽ thử sang bên kia xem có cánh cửa là không. Lắp đó thì là lắp đường điện rồi. Bên này cũng không có gì. Vậy thì là lắp cái đó rồi các bạn lại đi xuống cầu thang. Tiếp tục mở cái cửa khác. Đây là một tựa game khá là kinh dị nhá. Đòi hỏi các bạn cũng phải gan dạ để chơi được tựa game này. Đó, và sang phần tiếp theo của tựa game này, ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Max Hall 13. Let's go. Oh, mình vào con
sang một căn phòng mới này. Đây hiện tại đang bị khóa, các bạn sẽ phải tìm chiếc chìa khóa đó vào trong căn phòng này. Nhà thì muốn đồ. Một chiếc vòng. Một chiếc bật nửa. Đây không có gì. Tiếp theo đó thì mình sẽ mở đây ra xem có gì không. Những cái này đang bị xé rồi. Cái này thì cần phải mã số thì các bạn mới mở ra được, nếu không thì bạn bật linh tinh là chết ngay. Cái này cũng cần một mã số này. 3, 2, 6. Rất khó luôn. Đây như kiểu là một mã số này. Và rất khó đọc. Để tính sau. Rồi sau đó thì các bạn sẽ sang mở căn phòng này ra. Nhầm rồi. Oh my god. 209. Wow. Cần phải có chiếc chìa khóa để mở cổng tay. Cái này cũng cần phải mật mã. Mật mã tiếp. Cũng mật mã luôn. Đó, các bạn sẽ phải đi mở tiếp. Để các bạn sẽ thử cái này vào xem còn gì không. Đó, và đi tìm tiếp để các bạn mở tiếp những chiếc hộp ra. Sau đó thì lấy những chiếc chìa khóa và bẻ khóa từ cái này. Đây là một tựa game khá hay các bạn nhé. So, ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Evil War. Let's go. Oh my gosh. Chỉ cần một tẹo thôi là đã giết được rồi. Ai ngờ thì mình lại đánh sợi. Tức là chưa tới mình đã đánh rồi. Chiếc tay quá ngắn luôn. Anh chàng đó thì hơi cao, hơi to. Khi đến gần thì có thể hy sinh ngay. Mình chọn anh vừa tầm. Anh ta cảnh giác rồi, cho nên mình sẽ phải chuyển đối tượng ngay. Let's go. Oh my god, wow. Rồi, và tiếp tục từ game tiếp theo. Demolish Malop 3. Đây là một trong những tựa game khá là kinh dị các bạn nhé. Story in 1850. Ồ, bị lag à? Không vào được game này. Còn tình yêu mà không được. Tựa game này chắc lag quá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Lâu hao. Mình sẽ phải thoát từ game này cho không có tiếng kêu nữa. Play. Tiêu diệt gã hề này. Quả bắn vừa rồi chúng mà làm sao vẫn hy sinh được. Mình vẫn chưa hiểu nguyên nhân. Đấy thì đến gần mơ hơn một chút. Có gì đây không? Không có gì. Tiến xa vào nào.
Wow, đây có một cái hè. Nhưng mà mình sẽ đi nơi khác để cho chúng ta đứng dậy xem nào. Ta nhìn mình thôi. Không có gì ở đây. Không có gì. This has a smitten face. Tiêu diệt anh chàng này nào, xem có tiêu diệt được không. Ok, sau đó các bạn sẽ đi tìm một chiếc chìa khóa. Vẫn chưa thấy chiếc chìa khóa đó đâu. Đây rồi. Sau đó các bạn sẽ mở cánh cửa ấy ra và tiếp tục. Hình như là lại từ đầu. Đã thành công. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Để vì luôn. Let's go. Thank you.
chui vào đây thôi. Ok, 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 let's go. Yo. Và tiếp tục tựa game tiếp theo. Slenderia, see you there. Let's go. Các bạn sẽ mở một chiếc két sắt. Ok, 2, 4, 7, 5. Đã có một món đồ. Sau đó thì mình sẽ quay lại. Let's go.
Let's go. Are you okay? Help me. Who are you? My name is Aliska. Please get me out here. Okay, I help you. Follow me. Rồi vào tiếp tục tựa game tiếp theo. What's up? Là có thể đang bị lỗi để tiếp tục continue tiếp rồi. Ok, Chris. My God. Thank you.
tiếp tục từ game tiếp theo. Let's go. Granny Chapter 1. Okay. Oh yeah. Mình sẽ xem đây có gì không. Lại cần một chiếc chìa khóa. Ok. Không có một cái gì cả. Wow.
là như kiểu là bánh xe lái à. Mình sẽ thử xem như thế nào, được đúng không? Điên gì đây? Will Grind. Cái này là trục quay của cái gì đó. Đúng rồi, trục quay của cái gì đó. Gì? Nhưng theo mình nghĩ trong cái nồi đó thì sẽ có một cái gì đó. Đó, và cứ như thế các bạn sẽ tiếp tục bẻ khóa từ cái này bằng cách cánh cửa chính, các bạn sẽ đi lấy chìa khóa đỏ, chìa khóa màu xanh. Sau đó thì các bạn sẽ bẻ khóa nha. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Ozin 3, let's go. Phòng kim. Trong cái này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả làm chi chìa khóa. Ông ta khá là nhanh, cho nên mình sẽ bị chiến lại. Chưa tìm được chiếc chìa khóa nào, ông ta đã xử lý được mình rồi. Wow, bro đó. Các bạn sẽ ngó ở đây xem có gì nữa. Không có gì. Rồi, ông ta đang ở đây.
OK, và từ cái tiếp theo, let's go. Level 8. Các bạn sẽ đi tìm cái chấm đỏ này. Chấm đỏ này đây rồi. Done before they come here. Late. Sẽ lên trên tầng. Sẽ lên được không? Sẽ không lên được nhờ. What's up? Level 10. Đây là level để các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà của Siren Hill. OK, let's go. Ah!
thành công. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Little Hope. Play Hall. Continue. SCB. SCB 096 Modest. Let's go. Oh my god. Phải bật điện lên thôi. Attention. The object 96 has escaped. I repeat, the object 96 escaped. All personnel to the lobby. Quái quật, quái quật, nhập vào đây. Để xuống đây nào. Please, everyone who remained at the same level, keep calm and wait for help. Oh my gosh.